Với vị trí nằm ngay giữa lòng thành phố Đà Nẵng, có dân số 203.632 người, 13 đơn vị hành chính cấp phường, Hà Châu được xem là quận trung tâm của thành phố về chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa. Trong 5 năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng toàn đảng bộ quận đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng, đưa quận phát triển toàn diện và khẳng định được vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa và là địa bàn trọng điểm về an ninh quốc phòng của Đà Nẵng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hải Châu đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực được thể hiện qua 10 kết quả nổi bật. Đây sẽ là nền tảng để đảng bộ quận tiếp tục có nhiều bứt phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Năm năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải Châu đã có nhiều nỗ lực phấn đấu theo đúng định hướng đã đề ra. Điều này thể hiện rõ trên lĩnh vực kinh tế tăng trưởng nhanh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng nhóm ngành dịch vụ, duy trì cơ cấu dịch vụ công nghiệp nông nghiệp với tỷ trọng tương ứng 90,8%, 8,76%, 0,44%. Dịch vụ du lịch phát triển sôi động, hạ tầng dịch vụ thương mại có sự phát triển khá. Tổng thu ngân sách trên địa bàn nhiệm kỳ 2015-2020 ước đạt 7.372 tỷ đồng, tăng bình quân 17,07%. Năm 2017, thu ngân sách quận đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Hải Châu gia nhập câu lạc bộ cấp quận, huyện trên cả nước có số thu ngân sách từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cũng là địa phương duy nhất của thành phố Đà Nẵng đạt được thành tích này. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn quận ước đạt 360.904 triệu đồng, tăng bình quân 34,51% một năm. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư được xem là hạt nhân trong phát triển kinh tế của Hải Châu, là nhân tố đóng góp tích cực để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của quận. Từ năm 2015 đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển khá mạnh mẽ, tăng cả về số lượng và quy mô, chiếm gần 60% tổng thu ngân sách của quận. Trong giai đoạn này, quận có 4.663 doanh nghiệp mới thành lập, nâng tổng số lên 6.353 doanh nghiệp. Sự phát triển nhanh về số lượng các doanh nghiệp đã kéo theo sự gia tăng nguồn vốn huy động để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội trên địa bàn. Giai đoạn 2015-2020, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu đã công bố hơn 100 dự án quy hoạch, quản lý hơn 160 dự án quy hoạch, lấy ý kiến nhân dân hơn 20 dự án triển khai trên địa bàn quận Hải Châu. Ủy ban Nhân dân quận cũng thực hiện phối hợp với các hội đoàn thể thuộc quận vận động, phổ biến các quy định, chủ trương, chính sách, các phương pháp quản lý, phương thức tiếp cận mới trên môi trường mạng, các vấn đề về dịch vụ công trực tuyến chuyển từ mức độ 2 sang mức độ 3 và đang định hướng dần sang mức độ 4 trong công tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng lề đường, trật tự đô thị, an toàn giao thông. Năm 2019, quận triển khai ứng dụng đô thị thông minh Hải Châu tiếp nhận 4.030 phản ánh trên tất cả các lĩnh vực. Quản lý trật tự đô thị trên nền tảng điện thoại thông minh đã giúp cho việc tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của người dân được kịp thời, công tác kiểm tra giám sát của lãnh đạo các đơn vị được chặt chẽ. Giai đoạn 2016-2020, quận Hải Châu đầu tư gần 50 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị dạy học. Nhiều trường học được xây mới khang trang và hiện đại. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy đáp ứng cho nhu cầu học 2 buổi một ngày cho 100% các trường tiểu học, đảm bảo đủ các phòng bổ môn bậc trung học cơ sở theo hướng đạt chuẩn và hiện đại. Có 20 trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong 5 năm, Hải Châu đã đạt 13 giải quốc tế ở các nội dung cuộc thi Roboton, cuộc thi First Lego Championship, đạt 110 giải quốc gia ở các nội dung cuộc thi viết thư UBU, tài năng tiếng Anh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giải toán qua mạng, tiếng Anh qua mạng, giải toán trên máy tính cầm tay, vì Olympic toàn quốc, tìm kiếm tài năng toán học trẻ, sáng tạo khoa học kỹ thuật,
Ở cấp thành phố, Hải Châu luôn giữ vị trí dẫn đầu về số lượng và chất lượng các giải thưởng, góp phần khẳng định và giữ vững vị trí ngọn cờ đầu giáo dục đào tạo của Đà Nẵng. Cùng với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ các sự kiện chính trị của đất nước, quận đã duy trì tổ chức hai hoạt động lễ hội văn hóa mang tính điểm nhấn là lễ hội Đình Làng Hải Châu dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch và Hội sách Hải Châu vào ngày sách Việt Nam 23 tháng 4 hàng năm. Song song đó, quận triển khai đề án phát triển điểm cà phê sách với hơn 20 điểm tại các quán cà phê, nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn 13 phường. Đặc biệt, quận được thành phố Daegu của Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng hai cà phê sách tại công viên văn hóa phường Hòa Cường Bắc và công viên Đầm Trong 2, phường Thuận Phước. Trong nhiều năm liền, Hải Châu liên tục dẫn đầu phong trào thể dục thể thao trong khối quận huyện của thành phố. Đồng thời, quận đã đầu tư xây dựng các công trình phục vụ thể thao như Trung tâm Văn hóa Thể thao quận cơ sở 2 tại phường Hòa Cường Bắc với diện tích 3.618m2 với tổng mức đầu tư khoảng 19 tỷ đồng, xây dựng 5 bể bơi cho các trường công lập và tổ chức dạy bơi cho gần 3.000 học sinh mỗi năm. Giai đoạn 2015-2020, tổng nguồn lực quận huy động hỗ trợ giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gần 126 tỷ đồng để xóa hơn 2.100 hộ nghèo, hoàn thành trước 2 năm kế hoạch theo chuẩn 1 triệu 300 ngàn đồng và 631 hộ nghèo theo chuẩn 1 triệu 500 ngàn đồng. 100% hộ nghèo đủ điều kiện được tiếp cận vay vốn, hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo đạt trên 25 tỷ đồng, hỗ trợ cho người nghèo gần 22 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa, hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế, tiếp sức đến trường, khó khăn đột xuất, khám chữa bệnh, v.v. Trong nhiệm kỳ, Quỹ đền ơn đáp nghĩa toàn quận đã vận động gần 10 tỷ đồng, trong đó 13 phường vận động được hơn 4 tỷ 500 triệu đồng. Quận hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 690 hộ gia đình chính sách có công với cách mạng với số tiền hơn 24 tỷ đồng. Chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục cho gần 1.700 học sinh sinh viên con gia đình có công với cách mạng với số tiền 5 tỷ 100 triệu đồng. Chi trả chế độ thờ cúng lịch sĩ cho hơn 8.900 đối tượng với số tiền gần 5 tỷ 500 triệu đồng. Công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập, xử lý có hiệu quả các vụ việc tập trung đông người biểu tình, khiếu kiện, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng khu vực phòng thủ quận vững mạnh toàn diện, lực lượng vũ trang được củng cố kiện toàn, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công tác tổ chức diễn tập theo cơ chế cấp phường và quận đều đạt khá tốt trở lên. Làm tốt công tác dân vận và chính sách hậu phương quân đội. Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Tội phạm được kiểm soát, kiềm chế và làm giảm 3% số vụ qua mỗi năm. Nhiều chuyên án tội phạm hình sự, ma túy được triệt phá, tỷ lệ điều tra, khám phá cao. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đảng, nhà nước. Chủ động xây dựng nhiều kế hoạch, mở các đợt ra quân tấn công trấn áp mạnh mẽ số đối tượng hình sự, tội phạm và tệ nạn ma túy, tệ nạn mại dâm, cờ bạc, số đề. Kiên quyết không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Đảng bộ Công an quận liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được vinh dự là đảng bộ cơ sở tiêu biểu, được nhận kỷ niệm chương của Trung ương Đảng nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ quận Hải Châu vinh dự là một trong số 4 tập thể của thành phố Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đã có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó rõ nét nhất chính là nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy,
tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của chính quyền địa phương, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm bức xúc trong cơ quan, đơn vị, tự rèn luyện đạo đức, lối sống, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4. Từ quận đến phường chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, phát hiện, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, góp phần quan trọng trong xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, năm 2018-2019, quận có hai cá nhân là gương điển hình được Thành ủy Đà Nẵng và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thực hiện chỉ thị 05 CTTVK. Từ năm 2015 đến nay, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của quận được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng được các hoạt động chỉ đạo điều hành của chính quyền cấp quận, cấp phường, cũng như tương tác với công dân trên môi trường mạng. Hải Châu là quận đầu tiên trên địa bàn thành phố triển khai đạt chuẩn phường điện tử mức 1 với 5 phường thí điểm là Hòa Cường Bắc, Nam Dương, Thạch Thang, Thuận Phước, Hải Châu 1. Đồng thời, Hải Châu cũng là quận đầu tiên xây dựng hai khu dân cư điện tử tại hai nhà sinh hoạt cộng đồng Phước Hiệp, phường Nam Dương và nhà sinh hoạt cộng đồng Tân Hòa A, phường Thạch Thang trong năm 2019. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân quận tiếp tục khai trương và đưa vào hoạt động khu dân cư điện tử đối với 11 phường còn lại. Đồng thời, để tiếp tục triển khai thực hiện đề án quận thông minh, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu đã xây dựng và triển khai các phần mềm quản lý như phần mềm vệ sinh an toàn thực phẩm, phần mềm thi đua khen thưởng, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, thuận tiện trong việc điều hành, quản lý hồ sơ. Trang thông tin điện tử của quận thường xuyên được nâng cấp, quận cũng đã đầu tư xây dựng trang thông tin điện tử của 13 phường và đưa vào vận hành ổn định. Hình thành và phát triển 82 mô hình dân vận khéo, trong đó có 34 mô hình phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 28 mô hình về công tác bảo vệ môi trường, 7 mô hình về an sinh xã hội, 13 mô hình ở các lĩnh vực văn minh, đô thị, an toàn thực phẩm, thể dục thể thao. Nổi bật như các mô hình tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội, khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, khu dân cư thân thiện môi trường, tuyến đường văn minh, câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh, câu lạc bộ sinh viên nghèo vượt khó học giỏi của mặt trận, hay quỹ học bổng ước mơ xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ và nhiều mô hình điển hình khác ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác dân vận chính quyền được thực hiện đồng bộ gắn với nội dung 5 xây 3 chống theo chỉ thị số 29, xác định lấy kết quả giải quyết thủ tục hành chính làm thước đo kết quả phục vụ, quan trọng đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao đạo đức công vụ, duy trì công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, quan tâm công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, tạo sự chuyển biến về tác phong, lề lối làm việc trong thi hành công vụ và tiếp xúc với nhân dân theo phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân. Tập trung triển khai vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách về giải tỏa đền bù, thu hồi đất tái định cư, kịp thời sửa chữa, nâng cấp các khu chung cư, nhà tập thể xuống cấp, thực hiện quyết liệt, kiên trì, đa dạng các chính sách giảm nghèo theo hướng đa chiều, nhanh và bền vững với tổng nguồn lực trên 113,889 tỷ đồng. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân quận Hải Châu sẽ quyết tâm cao hơn, nỗ lực nhiều hơn, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ và các nguồn lực để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng quận Hải Châu phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng, hiện đại, thông minh và đáng sống.